Xin chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi kênh YouTube của Cá Chris. Và như đã hứa, đây là phần 2 của buổi sang thăm nhà Dũng Chí. Phần đầu thì là cái phần review rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ có cái buổi nói chuyện. Bởi vì rất nhiều người muốn lắng nghe những cái thứ mà em sẽ chia sẻ trong ngày hôm nay. Anh tin là như vậy. Còn nhớ lần gần nhất mà anh ngồi nói chuyện với hai đứa như thế này là khi mà trong một studio chụp ảnh cưới, Trinh có nhớ không? Đó, và hôm đấy thì chúng ta đã nói chuyện rất là nhiều về những cái thứ trước khi mà bọn em trở thành vợ chồng rồi lập gia đình. 2 năm rưỡi nhỉ? Dạ. Tầm đấy. Dạ. Trong quãng thời gian vừa qua thì mọi cuộc sống như thế nào? Chung là trong 2 năm đầu thì nó cũng tương đối là ổn. Thật ra ổn thì cũng có nhiều là nhiều mặt, nhưng mà quan trọng nhất là về mặt gia đình rồi mọi thứ nó cũng diễn ra đều như hàng ngày ấy. Chỉ có là tuy nhiên sau đấy thì lúc có quả bóng vàng về thì mình bận rộn hơn chút và đặc biệt là vừa rồi thì em có chấn thương ấy. Thì cuộc sống nó phải thay đổi. Chung là nhưng mà hai vợ chồng và cả gia đình cũng đã bắt nhịp được và bắt đầu quen dần với cái cuộc sống này. Trinh, cãi nhau bao nhiêu lần rồi và ai là người châm ngòi cho những cuộc chiến đấy? Chắc chắn là không thể nào không có cãi nhau được. Không, nhưng mà nói thì chắc là mọi người không tin, nhưng mà thật sự là em với anh cũng không có cãi nhau một trận chiến họ gọi là nảy lửa cả. Thật hai vợ chồng thi thoảng kiểu là giận dỗi thôi, ví dụ như là con chẳng hạn, chơi với con, ví dụ như là đi tập về nhưng mà buổi tối thì con chưa đi ngủ mà chạy tử. Hay bị dỗi. Thật ra nó chính là cái vấn đề rất là nhỏ như vậy thôi. Nói chung là hai vợ chồng em thì đến hiện tại thì vẫn chưa có một vấn đề gì lớn cả. Tính Dũng Chip thì anh biết là nó rất là kỹ tính. Nên nó có soi mói gì em nhiều không? Phải thật. Không anh ạ, nhưng mà nhìn vậy thôi nhưng mà rất là lầy lội đấy. Lầy lội thật. Hai mẹ con rồi dỗi ôm nhau ngủ là ông này ông cứ ra ông trêu, xong rồi cũng làm đủ trò. Nói chung là nó rất là muốn giận dỗi nhưng mà cũng không được. Tức là kỹ tính trong công việc nhưng mà với người thân thì lại rất thoải mái. Ok. Cuộc sống từ lúc làm chồng cho tới khi làm cha nó như thế nào? Nó cũng bận rộn rất là nhiều vậy. Ví dụ là lúc chưa làm chồng hoặc là chưa lập gia đình ấy, thì khoảng gian trống thường em đi tập đi tập em ở chế độ luôn, em không nhất thiết phải về nhà, nhưng mà bây giờ thì dù là nắng hay là mưa hay là có thể nào chăng nữa thì vẫn tập xong vẫn phải đi về nhà. Còn những lúc phải tranh thủ, ngày trước thì em sáng các đội lúc đội nghỉ ấy, thì lên đội tập khoảng 8 rưỡi 9 giờ tập rồi, nhưng mà bây giờ phải lùi lại 1 tiếng ở nhà đến tận 9 giờ đến độ phải 10 giờ mới tập. Chúng tôi vẫn cố gắng duy trì cái việc tập luyện nhưng mà thời gian sẽ eo hẹp hơn. Cảm giác thì lúc đấy kiểu cuộc sống của mình nó bị hơi nhanh ấy. Đôi lúc sống chậm lại nhưng không được, nên là nó cứ liên tục vậy, lúc không dừng lại được. Nhưng mà đấy là cuộc sống gia đình nó phải như vậy, và em cũng không giờ phải cảm thấy vấn đề gì lớn, thì em còn là con người thích vận động. Càng làm được nhiều việc thì cũng không có vấn đề gì là cảm thấy mình mệt mỏi cả. Vẫn quan trọng là gia đình vẫn khỏe mạnh vui tươi là được. Còn có thể mình vất vả hơn trong việc đi xe ô tô, nhưng mà thật ra mình vẫn tận dụng thời gian đi ô tô, thì mình có thể học tiếng Anh đi ô tô hoặc nghe nhạc các thứ. Nói chung là vẫn không phải đến vấn đề gì quá lớn đâu. Ok. Sau khi kết hôn thì Dũng có đạt được cái danh hiệu của ông bà, đúng không? Thì cái lúc đấy anh thì anh đã đi theo cùng gia đình vào, và anh chứng kiến từ đầu đến cuối cái hành trình của Trinh, và anh là người đón Trinh ở sân bay, sau đấy là Trinh vào ngồi ở trong khán phòng và chờ đợi cái khoảnh khắc đấy. Anh thấy ở dưới em cười phơ lớ ấy. Lúc đó em có xúc động không? Anh hỏi thật đấy. Ở trên thì chồng mình đang ôm thầy bác và rơm rớm nước mắt, mình ở dưới cười. Lúc đấy em có xúc động không? Thật ra thì mọi người, nếu mà mọi người có xem lại một chương trình ở trên TV ấy, thật sự là mọi người có thể phát hiện ra lúc ấy là em trong mắt của em là có gọi là xúc động thật sự. Nụ cười đấy thì nó chỉ gọi là nó như nào nhỉ, cho đỡ ngại. Vừa là nụ cười hạnh phúc này, vừa là nụ cười chúc mừng này, nói chung là để ghi nhận thành quả của chồng mình sau một năm đầy sự cố gắng. Triệu Mộc Trinh, từ một cô gái, em là dân tộc gì nhá? Em là dân tộc Tày. Dân tộc Tày, từ một cô gái ở trên vùng cao ở Tuyên Quang, đúng không? Dân tộc Tày. Và cuối cùng là kết hôn với một chàng cầu thủ lừng danh của đá Việt Nam, của bóng vàng Việt Nam. Em có nghĩ rằng đấy là một điều may mắn với em không? Thật ra thì câu hỏi đấy thì rất là nhiều người hỏi em. Hỏi em là
ô tại sao em làm thế nào mà quen được cầu thủ thế, xong rồi hai đứa quen nhau như thế nào mà chả biết kiểu xuống dưới này làm sao mà lại lấy được chồng Hà Nội vậy. Mọi người cứ hay nghĩ như thế ấy. Thì thật ra thì mọi người hỏi thì em mới nghĩ thôi, chứ còn từ trước đến giờ thì nghe cả từ khi mà lúc ban đầu mới yêu ấy, thì bản thân em đã là không biết là anh ấy là của bóng đá thì chắc chắn là mọi người cũng biết rồi. Nhưng mà đến sau này sau khi kết hôn chẳng hạn thì em thấy, em thật sự bản thân em cũng thấy một điều như là bình thường ấy, em thấy bình thường tại vì bản thân bọn em đã tìm hiểu nhau rất là lâu rồi, trong hai bên gia đình nữa là đi lại nó cũng nhiều rồi ấy. Cũng được sự đồng ý của hai bên gia đình đàng hoàng cho nên là em bản thân em thì thấy bình thường, nhưng mà mọi người thì chắc là mọi người cũng nghĩ, tại vì anh... chả ai có nghĩ một cô gái như là từ thôn quê chính gốc như em mà lại lấy được một anh chàng Hà Nội mà lại còn là một cầu thủ nổi tiếng ấy. Nói chung là câu hỏi của rất nhiều người. Đúng, tại vì là Trinh không thích đá bóng. Đến bây giờ khi hỏi Ronaldo là ai thì cũng không biết. Cho nên là có đá hay đến bao nhiêu, có là cầu thủ siêu sao, có giành bóng vàng hơn nữa thì không để ý lắm đâu. Không để ý. Và Dũng là đây còn là mối tình đầu của em đúng không? Vâng, thì thật ra lúc đấy thì gọi là chưa nổi tiếng, thật ra lúc đấy thì cầu thủ làng nhàng thôi. Quen nhau yêu nhau cũng chưa xác định gì nữa, em cũng ít tuổi, Trinh ít tuổi, Trinh mới có 18, 19 à. Rồi anh nghĩ có thể là một từ thôi để miêu tả đấy là duyên. Hai đứa là rất có duyên với nhau và ông trời đã xe duyên cho hai đứa thành đôi và cũng cùng nhau gặt hái, trải qua những cái dư vị cảm xúc thành công trong sự nghiệp của em và trải qua cả những cái biến cố nữa. Thì một trong những cái biến cố lớn đầu tiên thì anh nghĩ là hồi còn là bạn gái thì đã trải qua cái đợt mà em bị gãy ngón út đúng không? Đợt ở ASEAN. Và mình cái hồi đấy khi mà anh phỏng vấn em đã khóc. Và em cũng nói rằng là đấy là một cái thứ mà thường trực, cầu thủ nào cũng phải chấn thương, và mình là bản thân người gắn bó đồng hành với cầu thủ thì luôn luôn phải sẵn sàng và chờ đợi những điều đấy xảy ra để chấp nhận nó, để vượt qua nó cùng với người đồng hành với mình. Vậy thì khi mà Dũng Chip gặp một cái chấn thương nặng như thế, mình có sẵn sàng cho cái khoảnh khắc đấy không? Anh hỏi thật. Thật ra thì nói chung là cái vấn đề về chấn thương ấy thì hai vợ chồng anh Dũng ấy mỗi lần anh ấy đi thi đấu xong một trận đấu về, hai vợ chồng về lúc nào nói chuyện với nhau là hôm nay có đứa này đứa kia nó bị chấn thương chẳng hạn. Em thì em cũng có hỏi thôi, thì anh ấy cũng bảo là anh ấy cũng tự cảm nhận thấy là cơ thể của mình cũng mệt mỏi ấy, cũng mệt mỏi. Anh cũng vẫn nghĩ là anh sẽ có một ngày nào đấy nói chung là cũng sẽ đến lượt mình thôi, tại vì tất cả mọi người ví dụ như câu lạc bộ Hà Nội giai đoạn đó là rất là nhiều cầu thủ chấn thương. Anh ấy bảo là không biết là bao giờ đến lượt mình. Thật sự anh ấy bảo thế, có nói thế với em là không biết bao giờ mới đến lượt mình nữa. Đúng một cái đấy, thật sự là em hôm đấy em cũng không có xem, em có chia sẻ rồi đấy, em không có xem. Không biết như nào mà em hai chị em ở nhà vừa cho tiền xong, thật sự là vừa mới cho con ăn cháo xong ấy, bật tivi lên là đã thấy ông ấy ông nằm đấy rồi. Thật lúc em cũng chả, lúc ấy không biết làm gì luôn, em chỉ bảo là trông cháu đi. Em lúc ấy là em tức đầu tiên là gọi điện cho ông bà trước, xong rồi sau là anh có gọi điện cho em đấy, xong là em hai anh em đã sắp xếp công việc trong nhà, xong rồi là bay ngay lập tức vào Sài Gòn, đồ của ti các thứ rồi em gọi ông bà sang đón rồi quyết định đi luôn. Trên đường đi anh đồng hành cùng em từ lúc ra sân bay rồi vào trong Sài Gòn, em thấy là em khá bình tĩnh. Lúc đấy em nghĩ điều gì? Thật ra thì cái lúc đấy là cái chị mà có một chị mà em quen, chị ấy bảo là em phải bình tĩnh lại vào đấy, vào đây không được khóc đâu đấy, thằng Dũng nó khóc nhiều quá rồi, nó khóc suốt từ cái lúc mà nó bị chấn thương. Một cái chị cổ động viên và chăm sóc cho Dũng từ cái lúc mà Dũng vào bệnh viện. Đúng rồi. Không được khóc đâu, phải bình tĩnh đấy. Xong rồi em thực sự lúc em bị lo nhiều thứ, em bảo không biết ông này như nào rồi, xong rồi không biết đi viện ở đâu rồi. Em con em lại còn đi ông bà nữa vì ở bên kia bọn em ở rất là xa ấy. Đúng rồi, cái lúc đấy là bọn em vẫn đang ở thuê một cái căn trước khi mà sang đây. Thì ông bà lúc mà đi đón cháu ấy thì bà đã đi, có nghĩa là anh taxi, anh không biết đường ở khu bên nhà em đấy. Là nói chung là bà lúc bà đó rất là gian nan rồi ấy. Xong rồi mình cũng lo, xong bây giờ con mình thì bé mà hôm đó hôn với ti là vẫn còn vừa mới rất ốm xong. Con mình thì nhỏ, bây giờ
xong rồi con mình cũng cần mà kiểu chồng mình cũng cần ấy, cho nên là thực sự lúc ấy là không biết đường nào mà khóc nữa. Ok, mình không giải quyết vấn đề gì cả. Thế là mình cố kìm nén cảm xúc đấy và vững tâm. Em còn mới bị ngã đúng không? Hôm đấy còn giơ ra cái tay hay sao đúng không? Buồn cười, bây giờ mình nhắc lại bà chứ. Hai vợ chồng đúng là bận hạn luôn. Em thì mới bị ngã tuần trước đấy. Mới bị ngã, mới ngã xe máy. Mới ngã còn chưa được một tuần. Lại đùng cái xong ông này ông đã đau đấy rồi. Nói chung là em còn, lúc em vào đấy thì em thì thấy chân ông ấy đau thôi. Còn em không nghĩ là ông ấy bị nặng như thế. Tại vì thường thì, nhưng mà lúc bị ra đấy thì cũng phải nghĩ rồi là chồng mình không bao giờ dù có đau thì vẫn ở lại trong sân. Ít ra thì cũng phải đá được 5-10 phút nữa thì mới xin ra, mà đau như thế này chắc chắn là bị rất là nặng. Em rồi đấy em cũng bấn loạn vì em không hỏi được ai cả. Dũng sao? Anh có nghe rằng là từ cái lúc từ cái lúc mà anh sẽ không hỏi về cái khoảnh khắc kinh hoàng đấy nữa. Từ cái lúc mà em được đưa vào bệnh viện cho tới cái lúc mà lên giường bệnh, em khóc suốt. Lúc đấy em nghĩ được. Lúc đấy thì chỉ đơn giản là sợ không được chơi bóng nữa. Nó chỉ có quanh quẩn mỗi cái việc là có được đá bóng được nữa không, đơn giản vậy thôi. Còn cái việc chấn thương hay ai làm em chấn thương em không để ý lắm, vì em biết là sớm muộn đến với mình. Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Đúng rồi đấy, cứ em hay đi thăm các cầu thủ bị chấn thương lắm. Từ Duy Mạnh đến trước tất cả những người những ai mà bị chấn thương trọng, tất cả mỗi lần đến thì mình thường bảo người ta là đây sẽ là thời gian khó khăn, rất là buồn, chấn thương rất là buồn, ngồi nhà suốt buồn lắm. Thôi cố gắng vượt qua. Thì mỗi lần đi thăm về thì mình nghĩ là nếu như mình ở trong cái hoàn cảnh đấy thì mình cũng biết mình làm thế nào. Mình cũng khuyên người ta là đọc sách rồi học cái này học cái kia đi. Thì mình nghĩ là đến lúc mình bị như thế thì mình sẽ chuẩn bị cho mình cái tâm lý như vậy. Cho nên là cái thời điểm bị thì em cũng chỉ đơn giản là nghĩ là có chơi được bóng nữa hay không thôi, chứ thì vì em nghĩ lúc đấy em biết là em chấn thương rất là nặng. Lúc đấy nước mắt nó không trào ra. Vâng, em chỉ lo mình không được đá bóng nữa thôi, nhưng cũng không nghĩ nhiều đến các vấn đề khác. Trinh, cái lúc mà bước chân vào phòng và nhìn thấy chồng mình nằm đấy với rất nhiều người, cảm xúc chắc là khó tả nhỉ. Nhưng em không khóc. Lúc đấy em lại không khóc. Em không khóc. Em không khóc tại vì em không dám khóc. Tại vì em bảo bây giờ mà em rơi nước mắt thì chắc chắn là anh ấy lại khóc nữa. Cho nên là em phải kịp đi vào xong bảo mình cười thật tươi xong và nắm lấy tay chồng mình thôi. Chứ còn không biết làm điều gì hơn nhỉ. Lúc đấy chỉ có thể đứng một cạnh yên lặng nhìn nhau thôi, chứ còn không dám hỏi. Chẳng nhẽ bây giờ lại hỏi là anh còn đau nữa không, hay là có sao không các thứ. Chứ mà mình cũng biết sơ sơ qua trước rồi, cho nên là thôi, nhưng là cứ hai vợ chồng yên lặng nhìn nhau thôi là được. Anh gần nhau là được. Lúc đấy vào bước vào thì anh cũng rất là xúc động. Nhưng mà anh để dành cái sự xúc động và cái không gian đấy cho hai đứa. Và anh có nổi máu nghề nghiệp khi anh nhìn thấy khoảnh khắc đấy, nó quá đẹp. Hai vợ chồng nắm tay nhau, nhìn nhau mà giống như là lúc đấy em đang truyền một cái động lực rất lớn cho chồng mình trong lúc khó khăn. Dũng cảm nhận được điều đấy không? Trong cái lúc đấy em nghĩ điều gì khi mà gặp Trinh? Đúng là khi mà có gia đình vào, vợ rồi sau có cả bố vào nữa thì cũng bình tĩnh lại hơn. Thì mình cũng bị cảm xúc đẩy lên quá cao trong thời gian trước. Nên là lúc đấy thì cũng bình tâm hơn đấy. Rõ ràng có người nhà bên cạnh thì mình cảm thấy yên tâm hơn. Và mọi thứ nó sẽ, em nghĩ là lúc đấy cũng vợ cũng an ủi dần dần sẽ qua đi thôi. Nhưng mà đúng là không gì bằng cái tình cảm gia đình. Nó sẽ đem đến cho mình cái sự yên tâm. Rõ ràng là việc phải cứ nằm một mình hoặc là chỉ cứ nằm vẩn vơ một nghìn suy nghĩ thì rất là lo. Nhưng mà có người nhà, thậm chí đêm ấy hai vợ chồng có ngủ ở đâu em đau không ngủ được. Nhưng mà có vợ bên cạnh thì vẫn cứ yên tâm hơn. Dù đúng là mình đau đấy nhưng mà cảm giác nó vẫn là an toàn. Vẫn buồn dừa. Hai vợ chồng nói chuyện những gì trong đêm đấy? Nói chuyện cùng nằm nói chuyện linh tinh thôi, cũng động viên là đấy sau này thì lại có được dịch nghỉ ở nhà thì chơi với con. Xong lại nghĩ suy nghĩ tích cực, suy nghĩ tích cực. Vâng, nói chung là cũng phải nói thế đấy mà. Chẳng mấy mà chớp mắt được một lúc là chẳng mấy lại đến sáng. Có một cái chi tiết
mà chắc là nhiều người cũng sẽ hỏi thôi. Đấy là trong cái lúc mà vào viện ấy thì Hoàng Thịnh có chạy vào và nắm lấy tay em. Em nói gì với Hoàng Thịnh lúc đấy? Em có nhớ không? Có, lúc anh Thịnh cũng vào cậu là xin lỗi nhưng mà em thì mà không có gì đây, không có gì. Tại vì lúc đấy em thì từ lúc làm chúng em là em đã chả nghĩ gì rồi, là chỉ đơn giản là có được đội bóng hay không thôi chứ còn không nghĩ gì cái những cái đấy, kể cả Thịnh có vào đấy cũng tương rồi, nó chả có vấn đề gì cả, em không có vấn đề gì. Kể cả ai vào thăm hay nói thì hỏi gì về họ thì em cũng không không có vấn đề gì hết. Kể cả sau này có lên mạng xã hội em có nói thì em cũng không có, em không có vấn đề gì về cái đấy cả, đấy rất là bình thường. Vậy thì trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay em có thể nói một điều gì đấy với Hoàng Thịnh, bởi vì anh biết rằng là bản thân Thịnh gây ra cho em một chấn thương kinh hoàng như vậy cũng đã là một cái điều cực kỳ kinh khủng với chính bản thân anh ta, sự nghiệp lụi tàn rồi bị nhận được sự chỉ trích và bản thân cũng bị ám ảnh bởi chính cái pha bóng đấy. Em nói điều gì? Em nghĩ là đây chỉ là bài học của Thịnh thôi, mà bài học cho rất nhiều cầu thủ Việt Nam. Nghĩa là đôi khi trong những khoảnh khắc có thể là anh Thịnh không cố tình, nhưng mà đôi khi là cái lối chơi ăn trâu, cái bản năng, cái bản năng nó bị lấn át quá thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến các đồng nghiệp, thậm chí gây ảnh hưởng cho chính bản thân cái người làm ra đấy, kiểu như anh Thịnh chẳng hạn. Bây giờ rõ ràng là việc anh ấy trở lại vẫn cần thời gian, còn trong lúc trở lại còn khó khăn hơn, sẽ phải chịu nhiều điều tiếng của xã hội nữa. Nhưng mà rồi cái gì cũng sẽ qua đi thôi, nhưng mà tốt nhất là có thể mọi người sẽ nhìn vào đây và từ bây giờ sẽ không còn pha bóng nào như thế nữa. Không cầu thủ nào phải chịu cảnh như em cả, trong vậy thôi chứ là ở nhà nhiều cũng buồn, lúc tập lại cũng gặp nhiều khó khăn, trong vậy thôi cũng chịu qua nhiều đau đớn rồi cũng mệt mỏi lắm. Nhưng mà cái gì xảy ra rồi thì thôi, chứ mình có còn trách cũng không được cái vấn đề gì cả. Quan trọng là sẽ cố gắng trở lại, có thể không được 10 phần thì cũng được 8 phần. Thực ra thì em bây giờ bản thân em cảm thấy sợ, tại vì không phải sợ là mình không đá bóng nữa mà là sợ mình không đạt được kỳ vọng của mọi người. Đấy, trên mạng xã hội khi mà em đăng những cái bức ảnh với mọi người, ôi Dũng ơi khi nào trở lại, vòng loại thứ 3 rồi, vòng loại cuối cùng rồi, bây giờ chỉ đến bây giờ vẫn có nhiều người vẫn cứ hỏi han liên tục bao giờ đá rồi, đá không. Em gặp ngoài đường từ cảnh sát giao thông đến bảo vệ, tất cả mọi người ai cũng biết và ai cũng hỏi. Cái sự kỳ vọng nó lớn lắm, và em không nghĩ là lớn như thế. Và trời ơi, làm sao mà bây giờ kể cả em có khỏi, bây giờ người ta có hỏi 4 tháng nữa đá được, đúng 4 tháng nữa đá được, nhưng mà em còn đá hay như ngày xưa, lỡ em lại mắc một sai lầm nào đấy hoặc là không thể trở lại là Dũng ngày xưa nữa thì liệu người ta có trách em không? Đấy, rất là lo lắm. Rất là lo. Cái đấy thì tương lai sẽ trả lời, nhưng mà em chỉ biết cố gắng đến hết mức bản thân mình có thể thôi. Con không thể nào mình nói là mình sẽ hay được. Đó, đấy cũng là một cái thông điệp mà Hùng Dũng muốn gửi tới cho quý vị khán giả. Tức là mọi người đừng đặt quá nhiều cái gánh nặng, cái sức ép vào một cái cầu thủ mà đang chữa trị chấn thương, rằng là khi nào thì anh ta trở lại nhỉ? Anh ta là một trụ cột của đội tuyển quốc gia, mang một cái trọng trách rất là lớn ở quán xuyến khu vực tuyến giữa, và em là trụ cột của đội hình huấn luyện viên Park Hang Seo trong rất là nhiều trong cái thời gian dài vừa qua. Nhưng mà một cầu thủ chấn thương nặng như vậy, cái việc trở lại của anh ta đã là một điều thần kỳ. Anh nghĩ nếu mà em trở lại chơi bóng đã là một cái điều tuyệt vời. Kể cả bây giờ thì nhiều người cũng hỏi có Dũng trở lại thì đá đội sẽ đá thế này thế này kia, nhưng bản thân em không bao giờ nghĩ thế. Em bây giờ đã xác định rồi, nghĩa là câu lạc bộ đã có huấn luyện viên mới này, câu lạc bộ Hà Nội có huấn luyện viên mới, thế đội tuyển bây giờ tất cả mọi thứ bây giờ em bắt đầu lại, thậm chí câu lạc bộ bây giờ chắc gì đã là chính. Bây giờ mình phải cạnh tranh, bây giờ coi như mình là một cầu thủ giống như năm 2016 lần đầu tiên lên đội V-League thôi. Tất cả mọi thứ trở lại từ đầu, có thể có chú Nghiêm thì mình sẽ được ưu ái hơn vì huấn luyện viên cũ rồi, nhưng bây giờ người ta huấn luyện viên mới, người ta mới đến và những cầu thủ trước đã thể hiện được rồi, thì tại sao lại phải dùng một cầu thủ mới chấn thương ở lại mà chắc gì anh ấy đã tốt. Và mình bây giờ phải chấp nhận là mình sẽ là dự bị ở câu lạc bộ. Còn đội tuyển có lên hay không cũng chưa biết. Nhưng mà cái đấy là cái mà em đã thực tế là em biết là cái sẽ xảy ra, còn không có cái gì vấn đề gì đấy cả, nhưng mà mình đã chuẩn bị cái đấy rồi.
nói chung là thử thách thì chưa giờ em ngại cả, chỉ sợ mình không được tham gia thử thách đấy thôi, còn không ngại là thử thách khó. Ngại mình không tham gia được thôi. Ok, luôn luôn là suy nghĩ là nỗ lực, ý chí, và đây cũng là một cái thử thách trong cái sự nghiệp của em, đúng không? Chết đi kiểu quay chậm đấy chứ. Ôi Tí ơi, cái làm gì đấy con? Này, trèo lên bàn tí của bố chơi kìa. Game thử tương lai. bấm bàn phím đích bạch rớt thật đấy. Đi ơi, nghiêng quá nha. Trinh, cái quãng thời gian mà Dũng ở nhà, em có dần dần suy nghĩ tích cực về cái việc là anh ấy bị chấn thương nên là gia đình được có cái quãng thời gian rất là quý giá, rất là hiếm khi có cái quãng thời gian kiểu như này. Nhưng mà cũng phải công nhận là chấn thương thì là ở nhà với con nhiều hơn. Nhưng mà thật sự thì bản thân em cũng cảm thấy là anh ấy cũng có những lúc mà kiểu bị chán nản ấy. Tại vì bản thân bắt đầu tập từ những cái tạ rất là nhẹ thôi, có nửa cân hay là giai đoạn tập đi. Thật sự em vẫn còn cái video clip là lúc anh ấy tập đi mà Titi nó đứng nó nhón chân, nó kiểu nó đúng kiểu trêu ngươi bố ấy, bố đang tập đi này, nó nhón chân ấy, nó chạy xung quanh nó kiểu đúng kiểu trêu ngươi leo luôn bố, đúng đi kịp chạy con, đã kịp chạy đeo con ấy, đúng kiểu thế luôn. Mà em vẫn còn giữ cái clip đến bây giờ đấy. Em bảo là mấy nữa, mà khi mà ngày đầu tiên mà anh Dũng đi đón trở lại là em phải đăng cái clip này lên. Thật sự luôn. Nói chung là nó vất vả lắm, mọi người cứ nghĩ là cầu thủ chuyên nghiệp thì bây giờ nó phải có chế độ hay như nào đấy. Thì bản thân anh cũng em là chấn thương trong giai đoạn Covid nữa, cho nên là cũng không có được gặp nhiều chuyên gia như nào cả. Với cả chân mình chưa có lành thì bất kể là có chuyên gia gì chân cũng không thể tập được. Mình chỉ có thể tự cố gắng vận động từng ngày thôi. Tập từ cái tạ có nửa cân một xong 2-3 cái, xong rồi em lại mua thêm. Đến bây giờ thì có mua thêm bao cát 4 cân nữa, bây giờ 8 cân một chân đấy, để tập đi mà đi khạnh khạng, đi có, hai bên. Trinh có cảm nhận được cái nỗi nhớ bóng đá của chồng mình không? Có chứ anh. Như nào? Con chơi bóng ấy, đi chơi bóng, nhà em chơi bóng ấy. Bố thì chân không chơi được thì chơi tay, ném cho Ti, bảo Ti con chạy theo bóng đi. Hay là đi ra đây hay là mẹ đá bóng cho nó đi để cho nó chơi. Thì bố thì ngồi chỉ đạo, chỉ nhìn thôi, nhìn cái ánh mắt, nhìn theo quả bóng là đã thấy là rất là nhớ rồi, không làm thế nào được, được thèm ấy anh. Trong nhà em có cái sân cỏ nhân tạo đây nữa thì đấy, mỗi lần đưa con đi chơi thì đều đi qua luôn. Mọi người bảo Dũng ơi về đá bóng đi, ông ấy chỉ lẳng lặng, ông ấy đi thẳng thôi, ông ấy không cả trả lời lại mọi người luôn. Thương, nói chung là nhớ, nói chung là nhớ, ngứa nghề. Đến tận bây giờ thì cũng đã được một chút rồi, nhưng mà đấy, làm sao mà có thể tìm nghĩa được. Một cái cầu thủ mà coi bóng đá là tất cả nhưng Dũng mà bây giờ không thể đá bóng thì đúng là coi như là bị xích, xiềng xích, và cũng như kiểu mình không còn là chính mình, không được cái tự do, không còn được cái quyền tự do như bình thường, đúng không? Vâng, thì cảm giác không được chơi bóng nha. Thật ra thì ngay từ lúc em là đội U ấy, có một lần chú Đức nói với em là các ông cầu thủ thì dù là bây giờ hay bất kỳ sau này thì chỉ có làm những cái gì liên quan đến bóng đá thôi, không làm được cái gì khác đâu, không kinh doanh được đâu, không làm các nghề khác được đâu. Cuộc sống đã gắn liền với quả bóng rồi thì không tránh được. Thì em cũng nghĩ thế, nghĩa là kể cả sau này em trở thành huấn luyện viên hay là làm cái nghề gì đấy liên quan đến bóng đá thôi, chứ em không thể làm cái nghề khác. Thế nên nói đúng, bóng đá với em là tất cả. Đôi khi kể cả em hy sinh cả thời gian đưa vợ đi chơi, hoặc là kể cả Trinh cũng hiểu, có thời gian phải đưa vợ đi chơi, nhưng mà bảo là thôi mai anh phải đi tập thì là vợ cũng đồng cảm là ok đi tập, thì là không bao giờ ngăn cản anh đi tập cả. Dù là cái buổi tập đấy nó có được hoặc không có được, nhưng mà
nó vẫn là quan trọng với bản thân em. Thì đúng là bóng đá là tất cả. Anh thấy là cái sức hút của thương hiệu Đỗ Hùng Dũng, cái tên Đỗ Hùng Dũng của cái đợt bị chấn thương này còn khủng lớn hơn là cái đợt mà em giành bóng vàng rất là nhiều. Em cảm nghĩ như thế nào về cái sự cái sức hút đấy, em sẽ phải ứng xử với nó như thế nào? Ra cái sức hút thì nó đến từ cái hoàn cảnh ấy. Rõ ràng một cầu thủ bị chấn thương thì người ta khán giả có cảm giác là thương ấy. Nói chung là sau này thì em cũng nhận thấy trách nhiệm của mình. Bản thân em thì là một người cũng khá là kín tiếng. Kín tiếng. Nhưng mà đôi khi mình cũng nghĩ là nếu như mình thật sự có thể trở lại thì nó cũng đem lại một cái động lực, không chỉ cho mình ở đấy kiểu truyền cảm hứng ấy, cho những cầu thủ khác, là cho những con người ở công việc khác, người ta thấy là cũng rất là khó khăn như vậy mà vẫn trở lại được. Và lúc nãy thì em có chia sẻ là em sợ cái cảm giác bị người ta kỳ vọng quá, nhưng em cũng chắc chắn là em cũng sẽ nghĩ đấy là một cái động lực để em trở lại, khao khát trở lại, đúng không? Đương nhiên rồi, em thì never give up đấy. Luôn luôn nhìn cái áo của Mohamed Salah đấy. Em thích cái áo đấy và cái mục tiêu hướng đến của em là một ngày có thể trở lại và biết đâu trở lại được. Đi bán cái áo đấy có khi nhiều người mặc vào để gọi là truyền cảm hứng cho người ta trở lại sao? Ok. Không bao giờ từ bỏ. Quá trình tập luyện bây giờ như nào? Và cái sự phục hồi đến đâu ạ? Chia sẻ một chút cho khán giả biết. Hiện tại thì bắt đầu em đã trong hơn tuần rồi em tập sức mạnh cơ. Hiện tại thì em đã gánh được tạ rồi. Gánh được 50 cân rồi. Trong khoảng 2 tuần rưỡi, 3 tuần nữa. Tính đến khoảng như vậy thì có thể em chạy rồi. Bắt đầu ra hồ sơ tập chạy thì nói chung là cũng đã có cái lộ trình lên rồi. Và mình cứ tập đúng cái lộ trình đấy thôi, còn cũng tùy cơ địa, cũng như mình có thể sớm hơn, có thể muộn hơn, nhưng mà quan điểm của em thì không vội vàng và sẽ chắc chắn. Có thể là mình biết là cái kỳ vọng của em mộ nó nhiều, nó lớn đấy, nhưng người hỏi đá là không, trận này đá là không, nhưng mà mùng một Tết sân Mỹ Đình thì kia, gặp Trung Quốc kiểu vậy, mình phải trở lại làm thế nào mà đóng góp cho đội, chứ còn trở lại để đạt được kỳ vọng của người em mộ thì để trở lại để thấy trên sân thì đơn giản quá. Trở lại phải đá hay mới trở lại, chứ còn đội phải thắng mình mới vui, chứ còn không phải có vấn đề gì cả. Rồi, ok. Như vậy là hôm nay thì chúng ta lại có một cái buổi nói chuyện, chắc là cũng là một cái lần chính thống mà Dũng Chip chia sẻ về tất cả những cái quá trình bị chấn thương xong rồi đến lúc hồi phục, cũng như là những cái chia sẻ của Triệu Mục Trinh. Anh thì anh cũng thân thiết bọn em, nhưng anh cũng không nghĩ rằng là anh sẽ có một cái buổi phỏng vấn trong cái quãng thời gian mà mình đang gặp chấn thương. Khi mà anh muốn là sau vài tháng mọi thứ nó trở lại bình thường, chấn thương của em nó cũng ổn hơn, tâm trạng, tinh thần mọi người ổn dần, thì bắt đầu mình có những cái chia sẻ với khán giả để cho mọi người nắm được cái thông tin. Có một điều gì đấy muốn chia sẻ trên kênh Cán Chris không? Kêu gọi mọi người đăng ký của anh này. Mong có thể là anh Cán thì mới làm cái kênh Cán Chris, nhưng mà cũng được rất nhiều sự ủng hộ, và bản thân em cũng là một người còn like và subscribe rất là nhiều. Thì hy vọng mọi người có thể theo dõi, vì những gì mà anh Cán mang đến ấy, nó em nghĩ là cũng gọi là một truyền cảm hứng đấy, truyền cảm hứng cho mọi người đấy. Đương nhiên là cái năng lượng tích cực ấy, mọi người cần, đặc biệt là trong cái đoạn Covid thì mọi người có thể là ở nhà xem video thì nó tốt hơn là việc ra ngoài và cố gắng chấp hành chỉ thị của chính phủ. Ok, đấy, anh nghĩ là điểm chung của anh em mình là truyền cảm hứng. Hôm trước anh có một cái bài phỏng vấn Martin, thì cũng có một cái điểm chung giữa hai anh em, đấy là sự chân thành. Martin chân thành sẽ giúp cho mọi người hạnh phúc, còn chúng ta là những người mà sống có trách nhiệm với xã hội, truyền cảm hứng từ giới trẻ. Đấy là cái thứ trách nhiệm của những người có sức ảnh hưởng trong xã hội mà người ta gọi là KOL ấy, đúng không? Thì em là một cầu thủ nổi tiếng, mang một cái trọng trách lớn lao, thì mình có cái trách nhiệm phải lan tỏa điều đấy tới cộng đồng. Anh biết là những cái thứ mà anh làm ấy, truyền cảm hứng ấy, thì thường là rất ít view, nhưng anh vẫn muốn làm và muốn biết, muốn thay đổi cái suy nghĩ của mọi người về những cái nội dung kiểu như vậy.
mọi người xem và mọi người đọng lại những cái giá trị tốt cho mọi người. Đó, để chúng ta làm sao mà sống trân trọng từng khoảnh khắc chúng ta sống và sống tử tế với nhau. Đấy là cái những thứ mà anh muốn xây dựng. Ok, cảm ơn hai vợ chồng. Okay. Chúc cho Dũng Chip sẽ trở lại và còn hơn thế nữa, đạt được sự kỳ vọng của mọi người. Hay hơn cả lúc trước luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video ngày hôm nay. Nhớ đăng ký kênh cho Cán Chris để xem nhiều hơn nữa những video clip ý nghĩa kiểu như thế này nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào. On Sport, trọn vẹn đam mê.